Vì sao Chipu vượt mặt Trương Gia Nghệ trở thành đội trưởng đạp gió 2023? Từng gây nhiều tranh cãi về giọng hát cũng như nội dung bài hát được lựa chọn, Chipu tuyên bố ngừng ca hát từ tháng 10 cho đến cuối năm 2022. Đầu năm 2023, thông tin giọng ca 9X tham gia show truyền hình của Trung Quốc đạp gió 2023 lan truyền trên mạng xã hội. Sang nước bạn thi tài, Chipu khiến fan nức lòng với vi rùa đỉnh chóp mặc dù giọng hát không mấy cải thiện. Sau một tuần gây bão với ca khúc Si Tình cùng với các tỷ tỷ, Chipu một lần nữa khiến người hâm mộ tự hào khi trở thành đội trưởng trong tập 3. Theo đó, trong quy định, đội trưởng của các nhóm chiến thắng trong tập công diễn 1 sẽ được quyền tiến cử một đội trưởng xuất sắc để hình thành đội mới cho phần thi công diễn 2. Trước khi đưa ra quyết định, Ella đã thăm dò ý kiến các thành viên trong nhóm, Ngô Thiến từ chối vì thiếu tự tin, trong khi Trương Gia Nghệ và Chipu đều mong muốn trở thành đội trưởng. Trương Gia Nghệ nói với Ella, tôi muốn tạo ra một đội toàn diễn viên, để thấy được khi các thành viên không phải ca sĩ hoặc vũ công chuyên nghiệp cùng nhau, chúng ta sẽ có kết quả như thế nào trên sân khấu. Tôi không quan trọng việc tôi làm đội trưởng hay không nhưng ý tưởng này thực sự thú vị. Trong khi đó, Chipu tràn đầy quyết tâm, tôi muốn trở thành đội trưởng, chỉ có đội trưởng mới có thể giành được vé đi vào vòng sau, đội của tôi phải chiến thắng. Nhận thấy Chipu giàu nhiệt huyết, có khả năng dẫn dắt đội nhóm, Ella đã chọn nữ ca sĩ người Việt trở thành đội trưởng mới, quyết định của ngôi sao người Đài Loan được nhiều người tán dương. Tôi đã nhận thấy rằng Chipu có một sự quan tâm và chăm chỉ giống như một lớp trưởng trong một lớp học. Gia Nghệ từng gặp khó khăn trong việc thực hiện động tác biểu diễn, trong khi Chipu luôn hỗ trợ và đồng hành cùng cô ấy trong quá trình tập luyện. Vì vậy, tôi tin rằng Chipu sẽ là một đội trưởng xuất sắc, Ella giải thích. Trong quá trình lựa chọn thành viên mới cho vai trò trưởng nhóm, Chipu đã nhắc đến Cung Lâm Na vì cô thấy nữ ca sĩ này thể hiện sự thiện chí và mong muốn gia nhập đội của mình. Cùng với Lưu Nhã Sắt, Chipu quyết định lựa chọn bài hát Hương Thảo để biểu diễn trong tập mới. Mặc dù Cung Lâm Na và Lưu Nhã Sắt không phải là những ứng viên nổi trội từ đầu cuộc thi, nhưng giọng ca Việt vẫn rất hào hứng chào đón họ. Điều này đã làm tăng thêm sự tò mò từ khán giả, mọi người đều háo hức chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của đội Chipu.